Hoa Sen Gold, anh chọn khó sai. Hoa Sen Gold chất lượng vàng. Bé ơi, mơ gì thế em? Mơ gì đâu? Mà sao đôi mắt em tươi cười long lanh? Bước sau mai nhà chúng ta bên vui em ấm với nhau chân tình lâu dài. Hoa Sen Gold, anh chọn khó sai. Gì đó hả? Bảo anh cam kết đến 30 năm nha. Wow. Lớp sơn thâm màu khó phai, bao nhiêu đời mãi chở che. Hoa Sen Gold tiêu chuẩn Mỹ bảo hành 30 năm. Bé ơi, ông chọn quá khôn. Lớp vàng nguyên chất là Hoa Sen Gold. Hoa Sen Gold chất lượng vàng. Nói thật không nóng giận, bố thí người đến xin, nhờ ba việc lành này đưa người gần thiên giới. Chuyện kể rằng một hôm ngài Mục Kiền Liên lên cung trời du ngoạn và gặp một chư thiên có thần lực rất lớn đang đứng trước cung điện của mình. Sau khi chào hỏi, ngài Mục Kiền Liên liền hỏi lý do vì sao mà vị đó có thần lực lớn như vậy. Ngập ngừng một lúc lâu, chư thiên mới trả lời: Thưa tôn giả, tôi không có làm việc phúc đức gì cả, duy có một điều tôi luôn nói lời chân thật mà thôi. Tôn giả đi sang qua một cung điện khác, thấy các thiên nữ đang vui chơi, ngài hỏi một vị thiên nữ: Vì sao đạt được cảnh giới này? Vị thiên nữ không chút do dự trả lời tôn giả là: Tôi không bao giờ hờn giận ai, kể cả khi bị người khác la dày chửi mắng, do đó nên được phúc báo như thế này. Tôn giả Mục Kiền Liên lại hỏi một chư thiên khác, họ đều trả lời là nhờ công đức cúng dường chư tăng nên mới được phúc báo như thế. Khi trở về, tôn giả Mục Kiền Liên liền thưa hỏi Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, có phải luôn nói lời chân thật vì biết chế ngự cơn giận, hoặc vì biết cúng dường vật phẩm lên chúng tăng mà được phúc báo sinh lên cõi trời hay không? Đức Thế Tôn trả lời: Vì sao ông hỏi ta điều ấy? Chư thiên không kể rõ cho ông biết sao? Tôn giả trả lời: Thưa vâng, làm sao mà chỉ vài điều thiện nhỏ như thế có thể đủ tạo nên phúc báo mà sinh lên cõi trời được, thưa Đức Thế Tôn? Đức Phật liền dạy: Này Mục Liên, đừng nghĩ những việc làm nhỏ mà không tạo được phúc đức. Chỉ với việc miệng không hề nói dối, luôn nói lời chân thật, không nói những lời châm chọc thô ác khiến người khác buồn phiền, không nói chuyện thị phi làm xúc não người, hay đơn giản là việc kiềm chế được cơn giận khi gặp người chửi mắng mình, tiết chế được sự nổi nóng khi gặp điều bất xứng ý, bản thân dù có ít nhưng vẫn sẵn lòng chia sẻ, dâng cúng dù một chút vật phẩm nhỏ nhoi, nhưng với tấm lòng từ bi thành kính, người đó chắc chắn sẽ được lên cõi trời hưởng phúc đức lâu dài. Nói thật không nóng giận, bố thí người đến xin, nhờ ba việc lành này đưa người gần thiên giới. Lớp vàng nguyên chất là Hoa Sen Gold. Hoa Sen Gold chất lượng vàng.